Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết Bình Thuận đã tạm giữ đối tượng HMH, 31 tuổi, trú tại xã Tiến Thành thành phố Phan Thiết để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo thông tin ban đầu vào lúc 20 giờ ngày 1 tháng 3, chị CTH sinh năm 1983 cùng con gái tên LCKL sinh năm 2014 cùng ngụ huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, đến công an phường Phú Thủy trình báo vụ việc cháu L bị một thanh niên không rõ lai lịch thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Theo trình bày của chị H, vào khoảng 16 giờ 55 phút ngày 1 tháng 3, chú ruột của cháu L chở cháu đến siêu thị Lotte Mart, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết để chơi với bạn và dặn cháu L khi nào chơi xong thì nhờ người gọi điện cho chú hoặc cô ruột đến đón khoảng 18 giờ cùng ngày, có một nam thanh niên gặp cháu L và đề nghị chở cháu L về nhà. Cháu L không đồng ý, nam thanh niên liền điện cho người nhà của cháu L nhưng không ai bắt máy. Sau đó, cháu L đồng ý lên xe để thanh niên chở về. Tuy nhiên, nam thanh niên không chở cháu L về nhà mà đi theo đường khác đến bãi đất trống thuộc thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo công an thành phố Phan Thiết đã chỉ đạo công an phường Phú Thủy phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội triển khai xác minh truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây án là HMH, 31 tuổi, trú tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. Công an thành phố Phan Thiết đã triển khai lực lượng nhanh chóng truy bắt được đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng HMH đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình đối với cháu L. Hiện công an thành phố đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngày 3 tháng 2, Công an quận Long Biên và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương vào cuộc làm rõ hành vi côn đồ của hai đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, gây gỗ, dùng chân đạp người phụ nữ đi xe máy cùng chiều. Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cũng cho biết, hiện tại đang phối hợp cùng công an quận Long Biên và các lực lượng chức năng trích xuất camera dọc tuyến đường di chuyển của các đối tượng để nhanh chóng truy bắt. Trước đó, trong ngày 1 tháng 3, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hành vi của hai đối tượng, xác định bước đầu thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên, điều khiển xe máy nhãn hiệu Way chưa rõ biển kiểm soát, di chuyển tại khu vực Vinhome Long Biên, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội chiều cùng ngày, hai nam thanh niên đi xe máy phóng với tốc độ cao tại khu vực quận Long Biên. Khi lạng lách để vượt một chiếc ô tô, hai thanh niên này suýt đâm vào một người phụ nữ đi xe máy cùng chiều. Sau đó, hai đối tượng trên có hành vi bạo lực đạp trực diện vào người phụ nữ đang tham gia giao thông cùng chiều, sau đó bỏ chạy. Rất may người phụ nữ kịp phản ứng nên chỉ loạn choạng tay lái. Vụ việc chưa xảy ra tai nạn nghiêm trọng nhưng hình ảnh trên đã khiến cộng đồng mạng và người dân rất bức xúc. Cơ quan công an cũng xác định đây là hành vi nguy hiểm và đang yêu cầu gia đình của hai thanh niên kia khi nắm được sự việc nên vận động các đối tượng ra trình diện, đại hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin sự việc bốn mẹ con nghi nhảy cầu đông trù tại quận Long Biên, Hà Nội. Cư dân mạng lan truyền hình ảnh bốn đôi dép bị bỏ lại trên cầu được cho là của bốn mẹ con. Một lá thư tuyệt mệnh được để lại trong chiếc xe ô tô để lại trên cầu với nội dung nói về áp lực cuộc sống nên bốn mẹ con quyết định nhảy cầu. Ngay khi nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội đã triển khai lực lượng tìm kiếm. Đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cũng đã cử lực lượng phối hợp tìm kiếm. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày xảy ra sự việc, lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Thượng Thanh, quận Long Biên cho biết người nhà đã phát hiện bốn mẹ con tại tỉnh Vĩnh Phúc trong tình trạng khỏe mạnh. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng trở về, dừng công tác tìm kiếm. Vụ việc này gây xôn xao dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi người mẹ trong vụ việc này có phải chịu trách nhiệm gì cho việc mình gây ra. Bàn về vấn đề này, thạc sĩ luật sư Nguyễn Đức Hùng, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Thiện Duyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích pháp luật hiện hành không có các quy định trực tiếp và cụ thể về việc xử phạt đối với các hành vi giàn cảnh giả quyên sinh như trong vụ việc này và đây là lỗ hổng pháp lý cần khắc phục bởi theo luật sư hùng thực tế cũng đã có nhiều vụ việc tương tự khiến cho các cơ quan chức năng phải huy động lực lượng để tìm kiếm cũng như điều tra xác minh về vụ việc gây mất thời gian công sức của rất nhiều người tốn kém cho ngân sách nhà nước tạo dư luận hoang mang tiêu cực trong xã hội Đồng thời, trong quá trình tìm kiếm thì các lực lượng cứu hộ, cứu nạn không chỉ phải gặp những khó khăn, vất vả mà còn có thể phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm thường trực, có thể bị thiệt hại về tài sản, sức khỏe, thậm chí là tính mạng. Chính vì vậy, theo luật sư Hùng, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu xem xét để bổ sung các quy định xử lý đối với các hành vi tương tự như thế này, bao gồm các chế tài xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả các chi phí cho việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Nếu phát sinh các hậu quả nghiêm trọng thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tăng cường tính răn đe, phòng ngừa các vụ việc tương tự trong tương lai. Trong vụ việc này, theo luật sư Hùng, người dân cũng cần tránh không thực hiện các hành vi này, không thể vì chuyện riêng tư, bức xúc của cá nhân mình mà làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, thậm chí có thể dẫn đến những vấn đề hoặc thiệt hại đáng tiếc khác. Còn theo ý kiến của luật sư Nguyễn Thanh Tùng, công ty luật ICC cho biết có thể thấy hành vi dựng hiện trường giả một vụ quyên sinh của bà mẹ trong tình huống này đã làm cho cơ quan chức năng phải rất vất vả trong việc xác minh thông tin, triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ, gây tụ tập đông người. Luật sư Tùng đánh giá, bên cạnh đó, việc tự ý chụp ảnh đăng thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội của một số cá nhân đã làm cho dư luận hoang mang, bàn tán xôn xao. Nhận định về trách nhiệm, luật sư Tùng cho rằng trước hết cần làm rõ động cơ, mục đích của bà mẹ trong tình huống cụ thể này là gì. Nếu việc dựng hiện trường giả này không phải là thủ đoạn nhằm thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm nào khác, ví dụ gian dối để chiếm đoạt tài sản, thì cũng cần xem xét xử phạt hành chính theo điểm A, khoản 1, điều 7, nghị định số 144 năm 2021, NDCP về hành vi gây mất trật tự công cộng ở nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư hoặc ở những nơi công cộng khác. Cũng theo luật sư Tùng, trường hợp này cũng cần lưu ý một số cá nhân khi chưa rõ sự tình, chưa có kết luận của cơ quan chức năng đã vội chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội kèm theo nhiều suy diễn. Tiếp đó được cộng đồng mạng share, like gây hoang mang dư luận. Việc làm này có thể bị xử phạt theo điểm D khoản 1, điều 101 Nghị định số 15 năm 2020 NDCP về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến khác cho rằng cần phải có chế tài xử phạt nặng đối với hành vi tương tự để chăn đe tránh các vụ việc tương tự xảy ra, bởi việc này gây xôn xao dư luận và cơ quan chức năng mất thời gian, công sức vào cuộc xác minh, tìm kiếm. Mới đây, Công an huyện Định Lập, Lạng Sơn cho biết, vừa tạm giữ hình sự ông Vi Văn Kinh, 50 tuổi, trú thôn Phật Chỉ, xã Đình Lập, Huyện Đình Lập để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ khi tham gia giao thông. Trước đó vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 28 tháng 2, tổ công tác của công an huyện Đình Lập làm nhiệm vụ tại km 55 700, quốc lộ 4B thuộc khu 3 thị trấn Đình Lập thì phát hiện ông Kinh điều khiển xe máy biển kiểm soát 12F60910 đi loạn choạng có biểu hiện đã sử dụng rượu bia. Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn nhưng ông kinh không chấp hành mà còn liên tục chửi bới đe dọa các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ manh động hơn đối tượng đã có hành vi dùng tay phải đấm vào mặt của một cán bộ cảnh sát giao thông tổ công tác lập tức khống chế và đưa người này về trụ sở công an huyện đình lập để làm rõ theo quy định khi được đưa về trụ sở ông kinh vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo tại trụ sở công an ông kinh thừa nhận trước đó có uống nhiều rượu tại nhà người quen tiến hành đo nồng độ cồn, kết quả là 0,177mg trên 1 lít khí thở. Tại thời điểm kiểm tra, ông Kinh không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe theo quy định. Hiện công an huyện Đình Lập đã tạm giữ ông Kinh và củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến việc chống người thi hành công vụ, mới đây công an huyện Phù Mỹ Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với TNHA, 17 tuổi, Đắk Lắc, để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, ngày 12 tháng 2, mùng 3 Tết, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định, gồm 9 cán bộ chiến sĩ do Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Trạm, làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ. Đến trưa cùng ngày, tổ công tác phát hiện TNHA điều khiển xe máy không gắn biển số chạy hướng Bắc Nam, nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên A không chấp hành hiệu lệnh. Lúc này, Đại úy Nguyễn Đình Long, cán bộ tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện, song A vẫn tiếp tục tăng ga bỏ chạy và tông trúng Đại úy Long khiến cả hai ngã xuống đường. Đại úy Long sau đó đã được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh để cấp cứu tại bệnh viện kết quả chụp phim cho thấy đại úy long bị vỡ xương khuỷu tay và gãy xương mắt chân